Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bạn có hẹn với tiếng Anh của Elite, chương trình học tiếng Anh dành cho người mất gốc. Bạn có hẹn với tiếng Anh là chương trình tiếng Anh trực tuyến đầu tiên hỏi và đáp dành cho những người mất gốc tiếng Anh, mang đến những kiến thức và giúp các bạn tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng làm quen với người chơi đầu tiên, anh Cổ Hữu Khiêm. Xin chào anh. Vâng, chào bạn nào. Anh Khiêm thân mến, anh có thể giới thiệu một chút về mình để các bạn khán giả của chúng ta sẽ tiện làm quen. Thì mình tên là Cổ Hữu Khiêm, năm nay 28 tuổi. Mình là quay phim của một công ty truyền thông. Anh Khiêm đang là một quay phim chuyên nghiệp đúng không ạ? Anh Khiêm này, anh tự nhận xét rằng là trong cái công việc của mình cũng đôi lúc phải sử dụng tiếng Anh. Vậy thì anh đánh giá cái khả năng tiếng Anh của mình từ tháng 1 đến 10 thì anh cho khả năng tiếng Anh của mình bao nhiêu điểm? Thực ra cái này thì cũng hơi khó nói nhá. Nhưng thực ra nếu mà đánh thang từ 1 đến 10 thì chắc mình chỉ được 4 thôi. Được 4 điểm tiếng Anh. Tầm 3, 4 gì đấy. Có phải là anh Khiêm đang hơi khiêm tốn với khả năng tiếng Anh của mình hay không? Cũng không phải đâu, mà là do mình cũng nhiều lần gặp vấp phải những cái tình huống ấy mà cần phải sử dụng tiếng Anh. Trong một lần mình đi quay ở Hạ Long ấy, thì quay trên một du thuyền. Lúc đấy thì có hai bạn người Brazil ở trên thuyền ấy. Là diễn viên của anh? Không phải diễn viên của mình, mà người ta chỉ là khách du lịch thôi. Đó, nhưng mà mình cái cảnh đấy mình muốn hai cái bạn đấy phải vào trong hình. Thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tại vì mình không có diễn viên. Thế thì mình không biết làm thế nào để mà nói và diễn tả cho người ta biết ấy, là bây giờ cần phải quay như nào và nhờ người ta sao. Rất may có anh đạo diễn, anh ấy biết tiếng Anh, thì anh cũng có nhờ được hai bạn ấy. Nhưng về sau anh ấy có một cái vấn đề về cái flycam bay, nó bị vấn đề. Thì anh mới đi ra ngoài, thì anh mới giao lại cái công việc đấy cho mình. Thì khi mình quay ấy, thì ý là kiểu mình muốn người ta diễn thế này, nhưng người ta không hiểu người ta lại diễn thế mình khác. Mình không thể diễn tả được cho người ta ý của mình, đúng không nào? Đúng rồi, xong rồi tức là phải mất một lúc rất là lâu ấy, thì mình mới diễn tả được cho người ta biết là người ta phải cần làm gì để mình quay cho nó đẹp nhất có thể. Tức là cũng hơi mất thời gian một chút nếu chúng ta không thể diễn tả được những cái ý cơ bản của chúng ta bằng tiếng Anh, đúng không nào? Đúng rồi, chính xác. Vậy thì hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay, anh Khiêm sẽ có thể tự tin hơn trong việc ứng dụng tiếng Anh vào công việc của mình, đặc biệt là khi mà chúng ta giao tiếp với những diễn viên là người nước ngoài, đúng không nào? Đúng rồi, mình cũng hy vọng thế. Sau đây thì trước khi bắt đầu chương trình thì tôi xin phổ biến luật chơi như sau. Chương trình có 10 câu hỏi về kiến thức tiếng Anh cơ bản với 3 mốc quan trọng là mốc 3, mốc 7 và mốc 10, tương ứng với 3 mốc phần thưởng của chương trình. Từ câu 1 đến câu 7, người chơi không được quyền dừng cuộc chơi và được nhận giải thưởng ở mốc gần nhất mà mình đã vượt qua. Từ câu 8 đến câu 10, người chơi được dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào và nhận được giải thưởng ở câu hỏi mà mình đã vượt qua. Và có một điều thú vị nữa là quý vị khán giả đang theo dõi Bạn có hẹn với tiếng Anh trực tuyến có thể comment phương án của mình xuống bên dưới. Chúng tôi sẽ lựa chọn ra các khán giả có nhiều câu trả lời đúng nhất, nhanh nhất và may mắn nhất để nhận được những phần quà thú vị từ chương trình. Và để giúp cho anh tự tin hơn thì anh sẽ được sử dụng hai quyền trợ giúp của chương trình, đó là 50-50, có điện thoại cho người thân. Anh đã nắm rõ luật chơi chưa ạ? Mình rõ rồi. Anh đã sẵn sàng để tham gia với Bạn có hẹn với tiếng Anh? Mình sẵn sàng. Người chơi đã sẵn sàng, chúng tôi đã sẵn sàng. Vậy thì chúng ta hãy cùng chinh phục 10 câu hỏi của Bạn có hẹn với tiếng Anh. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh Khiêm. Từ trường học trong tiếng Anh là gì? A. Quarter. B. School. C. Can. Và D. Go. Đáp án cuối cùng của mình là phương án B. Phương án B. Anh đưa ra đáp án một cách rất nhanh chóng. Đáp án của chương trình đó là đáp án B. Xin chúc mừng anh đã vượt qua câu hỏi đầu tiên. Đáp án A của chúng ta nghĩa là danh từ nước. Đáp án C là động từ khuyết thiếu, có nghĩa là có thể. Và đáp án D là động từ có nghĩa là đi. Xin mời anh Khiêm đến với câu hỏi thứ hai của chúng tôi. Từ nào sau đây để chỉ một loại trái cây? A. Television. B. Apple. C. Kiss. Và D. Many. Mình nghĩ đáp án đúng là đáp án B. Và chắc chắn là phương án cuối cùng là phương án B. Phương án B là phương án anh Khiêm chắc chắn cho câu hỏi này. Đúng. Xin chúc mừng anh Khiêm, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Đáp án A của chúng ta có nghĩa là TV. Đáp án C
là động từ hôn hoặc là danh từ nụ hôn. Và đáp án B của chúng ta có nghĩa là quả táo. Đó chắc chắn là một danh từ, chỉ một loại trái cây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3, một mốc quan trọng của chương trình. Anh hãy chú ý nhé. Từ nào sau đây không phải là danh từ? A. A cup. B. A chair. C. A table. Và D. Beautiful. Các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Hẹn với Tiếng Anh thông qua livestream thì hãy comment đáp án mà các bạn cho rằng là đúng để trợ giúp cho anh Khiêm các bạn nhé. Còn quay trở lại với câu hỏi của chúng ta, anh Khiêm đã có đáp án cho câu hỏi này chưa? Thực ra mình nghiêng về đáp án D. Nghiêng về đáp án D, đúng rồi. Tại vì thực ra cái đáp án A và đáp án B và đáp án C thì là ở trong đầu mình, tức là có một cái chi nhớ ấy, là cái này nó là danh từ. Cái đáp án B ở tre thì hình như là ghế bạn, đúng không? Còn C là ở table, hình như là bàn. Ghế với bàn thì chắc chắn là danh từ rồi. Đấy, còn mình chỉ không chắc về đáp án A thôi. Tại vì đáp án A mình không chắc lắm có phải không hay không. Và đáp án cuối cùng của anh đưa ra là đáp án? Đáp án cuối cùng mà tôi đưa ra là đáp án D. Đáp án D. Beautiful. Và hy vọng rằng đây sẽ là một đáp án mang lại phần quà cho anh Khiêm. Để có thể đưa ra kết quả cho câu hỏi này thì tôi xin cung cấp một số những thông tin để cho anh Khiêm nắm rõ hơn. Ba đáp án A, B, C đều có mạo từ A đứng trước, cho nên chắc chắn danh từ A cup, A chair và A table là ba danh từ. Vì vậy đáp án D của chúng ta, beautiful, chính từ nghĩa là xinh đẹp. Đáp án D là đáp án chính xác. Xin chúc mừng anh. Cảm ơn anh. Anh đã vượt qua câu số 3 một cách rất xuất sắc. Bây giờ thì anh Khiêm sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 4 của chương trình. Câu nào sau đây không phải là câu để chỉ đường? A. Take the first right. B. Turn left at the corner. C. Go away. Và D. Go straight ahead. Một câu hỏi có vẻ như là bắt đầu hóc búa rồi đúng không ạ? Thực ra thì câu hỏi này đối với mình nó là một câu hỏi khó. Nhưng mà mình có một cái may đấy là mình hay xem phim. Tại vì cái nghề của mình liên quan đến phim. Mình xem phim nước ngoài rất là nhiều. Thực ra mình cũng không rõ lắm về cái nghĩa của từ đấy đâu. Nhưng mà go away có thể là cút đi hay là cái gì đấy. Mình nghĩ là như thế. Nhưng mà nếu mà go away là một cái câu mà khi người ta tức giận người ta nói thì có thể nó không phải là câu chính. Thì đáp án C thì là đáp án cuối cùng của tôi. Đáp án cuối cùng luôn. Đúng. Đây thực chất là nội dung bài học trong bài 36 khóa tiếng Anh online của Elite. Nếu như mà anh Khiêm đã học qua bài này thì chắc chắn là anh sẽ không bị phân vân quá nhiều ở câu hỏi này và có thể đưa ra ngay đáp án chính xác. Đáp án C là đáp án trả lời cuối cùng của anh Khiêm cho câu hỏi thứ 4. Xin chúc mừng anh, sự liều lĩnh của anh lại một lần nữa mang đến cho anh một câu trả lời chính xác. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, đáp án C của chúng ta, go away, đúng như anh nói, trong những bộ phim mà anh đã từng xem thì có nghĩa là biến đi, đi đi, dùng để diễn tả cái sự tức giận chứ không dùng để chỉ đường. Còn ba đáp án của chúng ta, đáp án A là rẽ phải ở lối đầu tiên, đáp án B rẽ trái ở góc đường và đáp án D đi thẳng. Đó chắc chắn là ba câu sử dụng để chỉ đường đúng không nào? Và đáp án C của chúng ta là đáp án chính xác. Xin mời anh Khiêm đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 5. Số 15 trong tiếng Anh được viết như thế nào? Chúng ta có 4 đáp án ở đây. Và anh Khiêm hãy nhìn thật kỹ xem đáp án nào là đáp án viết đúng chính tả của số 15 trong tiếng Anh. Các bạn khán giả khi theo dõi chương trình này cũng đừng quên hãy comment đáp án mà mình cho rằng là chính xác ở phía dưới phần comment các bạn nhé. Bởi vì là sẽ có rất là nhiều món quà đang chờ đợi các bạn đấy. Mình nghiêng về đáp án B hoặc đáp án C. Tại vì mình nhớ là lớn hơn 13 hay 12 tuổi. Lớn hơn 13 hoặc 12 tuổi. Thì là cái đuôi đằng sau phải là tin. Phải có hai chữ E cơ. Chứ không phải là chỉ có một chữ E đâu. Mà đáp án A với đáp án D thì đuôi đằng sau chỉ có một chữ E thôi. Chỉ còn phương án B và phương án C thôi. Vậy thì để chắc chắn thì có lẽ là chúng ta nên dùng quyền trợ giúp 50-50 chứ đúng không? Tôi nghĩ là vẫn chưa đến lúc đâu. Chưa đến lúc. Trước mình cũng có học tiếng Anh nhiều lắm nhưng mà bỏ lâu rồi ấy. Cho nên là nó cũng quên nhiều lắm.
bây giờ cần phải có một cái sự động não một chút. Mình nghĩ là nó sẽ quay trở lại thôi. Gợi nhớ lại đúng không? Tôi chắc đến khoảng 70-80% là phương án B. 70-80%. Nó phải là phương án B. Xin tại vì file nó là số 5. Và hình như là cái số 15 này nó không phải là 15 đâu. Phải là 15. Phải là 15. Đúng không? Theo ghi nhớ theo của ghi nhớ của mang màng anh Khiêm thì đáp án B sẽ là đáp án chính xác. Tôi nghĩ đáp án B chính là đáp án cuối cùng của tôi. Đáp án cuối cùng của anh là đáp án B. Đúng. Tôi nghĩ rằng là đây không chỉ đơn giản là một sự liều lĩnh nữa, mà anh đã tự tin và nhớ lại những cái kiến thức mà mình đã học. Và tôi nghĩ rằng là đáp án này, đáp án B, không có lý do gì để trở thành một đáp án sai. Đó chính là đáp án của chúng ta. Đáp án B, 15, là đáp án của câu hỏi số 5. Chúng ta có thể thấy là các số từ 14 đến 19 được cấu tạo bằng cách là ghép chữ số hàng đơn vị với đuôi teen. Ví dụ như chúng ta có 14, 19, đúng không ạ? Tuy nhiên thì số 15 lại là một số rất là đặc biệt. Khi mà thay vì 15 như quy luật, chúng ta sẽ có 15 là con số 15. Vâng, anh đã vượt qua một nửa chặng đường của bạn có hẹn với tiếng Anh. Và bây giờ xin mời anh Khiêm cùng với các vị khán giả sẽ đến với câu hỏi số 6 của chúng ta. Câu hỏi số 6 dành cho anh Khiêm. Từ nào sau đây để chỉ một đồ vật dùng để giữ ấm vào mùa đông? A. A windmill. B. A sweatshirt. C. A lipstick. Và D. An ice cream. Đây cũng là một câu hỏi khó. Theo suy luận của tôi thì anh có biết nghĩa của các từ này không? Tôi cũng không biết hết. Nhưng mà cái từ ice cream của phương án D ấy, ice cream, thì tôi biết chắc chắn là kem. Một đáp án có vẻ tại vì khá tôi là cũng là một người thích ăn kem. À, cho nên là tôi biết nghĩa của từ kem đấy. Còn cái đáp án C ấy, lipstick. Lipstick nghĩa nó là một cái que gì đấy. Cái que. Cái này hình như nó liên quan đến y tế thì tại vì tôi có lần tôi đi quay và tôi nhìn cái từ này rồi. Và tôi chắc chắn nó không phải là cái đồ vật gì để giữ ấm vào mùa đông. Vâng, theo suy luận của anh Khiêm đúng. Thì phương án C và phương án D đang là những sự loại trừ cho câu hỏi số 6 đúng không ạ? Đúng rồi. Còn chỉ còn phương án A và phương án B thôi. Phương án mà anh đang cân nhắc. Thì thực ra cái phương án B ấy, thì trong đấy nó có từ shirt. Shirt. Đúng. Shirt. Tôi nhớ không nhầm như là cái áo nhỉ. Theo trí nhớ của anh, đúng. Từ shirt là một chữ áo. Hình như là thế. À, thế thì nó có liên quan gì đến mùa đông không? Thì mùa đông mình phải mặc áo thôi. Còn tôi không biết là áo gì. Rất có thể đây sẽ là một phương án chính xác đúng không nào? Đúng. Tuy nhiên thì còn phương án A, chúng ta chưa biết nghĩa của nó là gì. Và là một đồ vật dùng để giữ ấm. Không chắc đây là một đồ vật để giữ ấm cho người hay là đồ vật để giữ ấm cho một thứ gì khác. Chúng ta vẫn chưa biết rõ được nghĩa của hai phương án này đúng không ạ? Cho tôi dùng sự trợ giúp 50-50. Anh Khiêm đã quyết định sử dụng sự trợ giúp 50-50 cho câu hỏi số 6 của chúng ta. Chúng tôi xin nhờ hệ thống loại bỏ đi hai phương án sai cho câu hỏi số 6 của chúng ta. Vâng, hai đáp án bị máy tính loại bỏ đi, đó là đáp án A và đáp án C. Như vậy chúng ta chỉ còn đáp án B và đáp án D. Thực ra nếu mà tôi liều một chút là tôi tiết kiệm được cái sự trợ giúp này. Phương án cuối cùng của tôi là phương án B. Phương án B. Hãy cùng chờ xem phương án mà chương trình đưa ra là gì. Xin chúc mừng anh. Đây là một phương án chính xác. Và tất nhiên rồi, có những phương án mà anh Khiêm đã biết được nghĩa của nó. Đó là phương án D, ice cream, có nghĩa là kem. Phương án C của chúng ta không phải là một đồ dùng liên quan đến y tế như anh Khiêm đã nhớ, mà đó là son môi. À, một vật dụng rất là quen thuộc với các bạn nữ đúng không nào? Đúng rồi. Và phương án A của chúng ta là cối xay gió. Cối xay gió thì có lẽ là không thể để sử dụng giữ ấm cho mùa đông được đúng không nào? Và bây giờ sẽ đến với mốc quan trọng số 2, đó là câu hỏi số 7. Anh Khiêm đã sẵn sàng chưa? Vâng, tôi sẵn sàng. Chọn câu hỏi phù hợp cho câu sau. Sorry, he has gone to Japan. A. May I speak to Jack? B. Who is Jack?
C. How is Jack? Và D. What's wrong with Jack? Đây là một trong những mẫu hội thoại ngắn có thể chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày nếu như mà anh làm việc trong một môi trường tiếng Anh. Trong cái câu trả lời của câu số 7 này thì tôi thấy người ta dùng hết ngăn thì nó là thì hiện tại hôm nay cả. He has gone to Japan. Đúng, tôi nghĩ là như thế. Thì hiện tại hoàn thành theo suy nghĩ của anh. Tôi nghĩ phương án B thì không phải là. Không phải phương án B. Nghĩa là Jack là ai? Thì chắc chắn câu trả lời không phải là B. Còn phương án How is Jack? Phương án C thì tôi nghĩ rằng đây là một cái câu hỏi nó rất là bình thường là Jack thế nào rồi? Jack thế nào rồi? Thì không thể nào mà trả lời là sorry, là xin lỗi. Mà người ta sẽ không nói sorry mà người ta sẽ nói Jack như thế này, như thế kia rồi. Còn phương án tôi chỉ có phân vân phương án A và phương án D thôi. À đúng rồi, phương án D tôi nghĩ là cũng sẽ không phù hợp với câu trả lời này. Bởi vì? Tại vì cái câu hỏi của phương án D ấy, chỉ là có vấn đề gì với Jack không? Có vấn đề gì với Jack đúng không? Thì không thể nào người ta trả lời là sorry. Tại vì không thể là có vấn đề gì với Jack không để bảo xin lỗi. Anh ta nhận được. Vâng, có thể đấy cũng là một cái cách suy luận khá là hợp lý. Phương án A mới là phương án đúng theo cái suy luận của tôi. Theo suy luận của anh? Đúng thế. Tại vì tôi có thể nói chuyện với Jack không? Xin lỗi. Anh ý vừa đi Nhật rồi. Có vẻ hợp lý. Đúng, hợp lý, đúng rồi, còn những cái câu hỏi B, C, D tôi thấy nó không hợp lý với cái câu trả lời là sorry, là xin lỗi. Vâng, vậy thì anh đã chắc chắn với phương án A của mình hay chưa? Tôi chắc chắn phương án A là phương án cuối cùng rồi. Anh chắc chắn phương án A là phương án trả lời cuối cùng mà không cần đến sự trợ giúp gọi điện thoại cho người ta. Tôi nghĩ rằng là không phải là anh đang liều đâu. Anh đang rất là tự tin, anh đang rất là dũng cảm với những cái kiến thức mà anh nói là rất là lâu rồi anh chưa sử dụng đến. Liệu A, B, C hay D sẽ là phương án trả lời chính xác cho câu hỏi thứ 7 của chúng ta? Chúng ta sẽ cùng biết được đáp án chính xác sau một ít phút quảng cáo. Dạo gần đây mình nghe rất nhiều bạn than phiền về vấn đề nghe tiếng Anh. Các bạn thì kêu rằng là nghe tiếng Anh khó kinh khủng khiếp hoảng hốt. Thông thường như mình thấy thì các bạn có hai vấn đề chính trong quá trình việc nghe. Thứ nhất là các bạn không tìm được nguồn tài liệu tin cậy. Và thứ hai là dù có tìm được tài liệu tin cậy thì các bạn cũng không thể nào mà nghe được. Chính vì thế nên eLife đã tạo nên một thư viện video dành riêng cho những bạn cảm thấy vấn đề nghe thật khó khăn và muốn luyện tập thêm cho nhuần nhuyễn. Những video tiếng Anh này nói về rất nhiều các chủ đề cũng rất là đơn giản và cực kỳ dễ nghe. Đặc biệt là nó còn có các phụ đề bằng tiếng Anh để các bạn có thể vừa xem nghĩa này, vừa xem cách phát âm từng từ một trong video luôn. Các bạn chỉ cần click vào link ở bên dưới phần comment và điền vào form theo mẫu bên này. Thế nhé. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Bạn Có Hẹn Với Tiếng Anh với người chơi chính của chúng ta đó là anh Khiêm. Chúng ta đang ở câu hỏi thứ 7, mốc rất là quan trọng của chương trình. Khi mà qua câu hỏi này thì chắc chắn anh sẽ nhận được rất là nhiều những phần thưởng của chương trình. Anh Khiêm đang nghĩ rằng phương án A sẽ là câu trả lời chính xác cho câu hỏi số 7. Sau đây hãy cùng chờ đợi phương án chính xác đến từ hệ thống của chương trình. Vâng, phương án đúng dành cho câu hỏi thứ 7 của chúng ta đó là phương án A. Xin chúc mừng anh Khiêm. Anh Khiêm đã rất xuất sắc vượt qua 7 câu hỏi của chương trình. Tôi nghĩ rằng là với cái phong độ này thì chắc chắn là anh Khiêm sẽ có thể chinh phục được cả 10 câu hỏi của chương trình. Anh đã sẵn sàng đến với câu hỏi tiếp theo chưa? Tôi sẵn sàng rồi. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đi đến với câu hỏi thứ 8 của chương trình. Sắp xếp các tính từ trong câu sau theo trật tự đúng. My parents decided to buy a house. Đáp án A, big old French. Đáp án B, old big French. Đáp án C, old French big. Và phương án D, big French old. Anh Khiêm đánh giá đây là một câu hỏi ở mức độ nào? Tôi nghĩ là
khá là khó đối với tôi. Khá là khó khi mà chúng ta phải biết đây là các tính từ rồi, tuy nhiên thì cái trật tự của nó trong câu như thế nào thì không phải là ai cũng nhớ, đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì tôi biết nghĩa của những cái tính từ này. Ví dụ big là to lớn này, big là old là cũ kỹ, friend là nó mang tính Pháp. Tính Pháp ở đây friend có nghĩa là như kiểu là ngôi nhà Pháp ấy. À, tức là thuộc kiểu về Pháp. Kiểu Pháp, đúng không? Xuất phát từ Pháp, đúng không ạ? Nhưng mà sắp xếp các tính từ thì tôi không chắc chắn lắm. Friend. Có vẻ như là đây là một câu hỏi khá là khó. Và tôi nghĩ rằng là cũng đã đến lúc chúng ta hãy sử dụng quyền trợ giúp thứ hai, đó là gọi điện thoại cho người thân. Tôi nghĩ là tôi sẽ sử dụng cái sự trợ giúp gọi điện thoại. Anh sẽ gọi điện thoại cho người thân. Anh Khiêm sẽ gọi điện thoại cho ai? Tôi sẽ gọi điện thoại cho vợ tôi. Anh sẽ gọi điện thoại cho vợ của mình. Và chúng tôi xin nhờ hệ thống kết nối với vợ của anh Khiêm. Alo. Alo, xin chào chị. Chị có phải là người thân của anh Cồ Hữu Khiêm không ạ? Đúng rồi bạn ạ. Vâng, chúng tôi đang gọi điện cho chị từ chương trình Bạn Có Hẹn Với Tiếng Anh. Và anh Cồ Hữu Khiêm đang là người chơi chính của chúng ta. Anh đang có một câu hỏi và muốn sự trợ giúp của chị. Chị có sẵn sàng không ạ? Vâng, mình sẵn sàng. Vâng, hai người sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Sắp xếp các tính từ trong câu sau trật tự đúng. My parents decide to buy a or an 3. House. Ngôi nhà ấy. Anh ơi, anh đi thi cái gì đấy anh không bảo em? Cái gì, anh thi tiếng Anh mà. Thế á, tập lại đi, anh phát âm như thế là sao anh nghe được? Nhưng không chuẩn thế nào? My parents decide to buy a or an 3. House. Được thôi, my parents gì? Decide to buy. Hết giờ. Rất tiếc là anh chưa thể tận dụng được hết 30 giây của mình để có thể tham vấn được ý kiến của người thân, đúng không ạ? Đúng rồi. Hơi tiếc một chút, tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ phải quay trở lại với đáp án của chương trình. Đây là câu số 8, có nghĩa là nếu như tôi sai tôi vẫn được phần thưởng của câu số 7, phải không? Chính xác, anh đã vượt qua mốc số 7 là một mốc quan trọng của chương trình. Vì vậy thì nếu như trả lời sai ở câu hỏi số 8, anh vẫn sẽ có thể nhận được phần thưởng ở mốc số 7. Thế thì tội gì mình không liều nhỉ? À, chúng ta lại lần nữa gọi là dũng cảm đưa ra cái phương án. Đúng rồi. Mình suy nghĩ được không nào? Thực ra cái thứ tự về Old Friend Beach là tôi thấy không hợp lý. Tôi đọc tôi cứ thấy là nó rất là ngượng mồm ấy. Tức là nếu mà dịch ra thì như ngày xưa tôi học tính từ ấy, thì thường là ví dụ như Old Friend Beach House thì dịch ra có nghĩa là ngôi nhà to của Pháp và cổ. Tôi dịch ngược lại như thế thì nghe nó không thuận miệng. Tôi nghĩ là nó phải là một cái ngôi nhà của Pháp. Ngôi nhà của Pháp. Cổ và to lớn. Tôi nghĩ là phương án A là phương án cuối cùng của tôi. Phương án A sẽ là phương án trả lời cuối cùng của anh. Vâng. Cho câu hỏi số 8. Hãy cùng chờ xem đáp án mà chương trình đưa ra cho câu hỏi này là gì. Xin chúc mừng anh Kiêm. Vâng. Một là sự dũng cảm. Lại một sự dũng cảm nữa mang đến cho anh Khiêm một câu trả lời chính xác cho câu hỏi số 8. Chúng tôi xin cung cấp thêm một số thông tin để giải thích cho câu hỏi số 8 của chúng ta. Tính từ được sắp xếp theo thứ tự opinion, quan điểm, size, kích thước, age, tuổi thọ, shape, hình khối, color, màu sắc, origin, nguồn gốc, material, chất liệu và purpose là mục đích. Ở đây chúng ta có 3 tính từ Big, Old, French mà anh Khiêm có thể nhớ được ra nghĩa của 3 từ này. Thì anh Khiêm có thể thấy từ Big ở đây nghĩa là to lớn, đúng không ạ? Nó để chỉ kích thước của sự vật. Vì vậy thì theo đúng cái thứ tự mà chúng ta vừa nêu ra, từ để chỉ kích thước, size sẽ đứng đầu tiên trong 3 tính từ này. Tiếp theo là Old, là theo anh nhớ đó là già nua. Đúng rồi. Cũ kỹ thì cái từ này là để chỉ cái tính chất tuổi tác của sự vật. Và French đúng như anh đã nói đó là thuộc về Pháp hay là những cái gì liên quan đến Pháp, thì nó để chỉ cái nguồn gốc
của ngôi nhà này. Chính vì vậy, thứ tự sắp xếp của chúng ta đó là Big Old French. Xin chúc mừng anh đã có một câu trả lời chính xác dành cho câu hỏi thứ 8. Cảm giác vượt qua câu hỏi thứ 8 như thế nào anh Kiên? Tôi thấy cũng khá là vui, nhưng mà cũng thấy bắt đầu nó khó dần lên rất là nhiều ấy. Chúng ta sẽ cùng đi đến với câu hỏi thứ 9. Máy rút tiền tự động ATM là viết tắt của từ tiếng Anh nào? A. Automated Telling Money. B. Automated Telling Machine. C. Automated Teller Machine. Và D. Automated Teller Money. Chắc là cũng hay rút tiền ở cây ATM chứ? Đúng rồi, tôi hay rút tiền ở cây ATM, nhưng mà chưa bao giờ tôi để ý cái từ ATM này nghĩa viết tắt là từ gì. Nhưng mà thực ra ATM là máy rút tiền tự động. Máy rút tiền tự động. Đúng, thì nó phải có từ nghĩa của từ máy đúng không? Nếu như ở phương án A và phương án D thì không có từ machine. Còn phương án C thì teller tôi nghĩ là danh từ. Danh từ. Đúng thế mà. Anh có biết nghĩa của nó là gì không? Tôi cũng không biết nghĩa. Không biết nghĩa của từ teller. Nhưng mà tôi nghĩ rằng teller có, theo tôi là nó là danh từ đấy. Là một danh từ. Vâng, tôi như ngày xưa tôi học á, đó thì hay có ơn sau thì thường là danh từ ấy. Thì tôi nghĩ là đằng sau machine nó phải là tính từ, thì tôi nghiêng về đáp án B hơn. Đằng sau machine, ý anh là đằng trước hay là đằng sau? À đằng trước. Đúng rồi. Đằng trước machine phải là tính từ. Đấy, thì tôi nghiêng về phương án B. Nghiêng về phương án B. Vậy thì anh đã đưa ra phương án trả lời cuối cùng của mình hay chưa? Tôi nghĩ phương án cuối cùng của tôi chính là phương án B. Phương án B sẽ là phương án trả lời cuối cùng của anh. Đúng. Hy vọng rằng là với những suy luận và những gợi nhớ lại những kiến thức tiếng Anh của mình ngày xưa, thì anh Khiêm sẽ có thể vượt qua được câu hỏi số 9 và đến với câu hỏi chiến thắng câu hỏi số 10 của chúng tôi. Chúng ta hãy cùng chờ xem máy tính sẽ hiển thị phương án chính xác là phương án nào. Rất tiếc phải nói lời tạm biệt với anh Khiêm ở đây khi mà đáp án của chúng ta là đáp án C, Automated Teller Machine. Chúng tôi xin cung cấp một số những thông tin thêm cho câu trả lời đáp án C. Có 3 từ ở trong đáp án C của chúng ta, Automated Teller Machine. Thì tôi xin giải nghĩa của từng từ, đó là Automated là được tự động hóa. Nó là một tính từ theo như đúng suy luận của anh Khiêm. Từ Teller là giao dịch viên. Cũng là một danh từ như anh đã suy luận đúng không ạ? Và machine là máy móc. Trước đây thì nếu như mà anh Khiêm muốn đi rút tiền mặt từ ngân hàng thì chúng ta phải đến ngân hàng gặp các giao dịch viên để có thể thực hiện giao dịch rút tiền. Tuy nhiên thì từ khi có mặt ATM thì nó đóng vai trò như là một giao dịch viên tự động. Và đó là lý do chúng ta dùng từ teller là giao dịch viên ở đây. Và ATM là viết tắt của Automated Teller Machine. Rất tiếc anh Khiêm đã không vượt qua câu hỏi số 9 để đến với câu hỏi số 10, câu hỏi chiến thắng của chúng tôi. Tuy nhiên thì anh Khiêm cũng đã thể hiện rất xuất sắc thông qua 9 câu hỏi của chương trình. Và tôi nghĩ rằng là anh Khiêm đang dần nhớ lại những cái kiến thức tiếng Anh mà mình học ngày xưa một cách rất là tốt. Bây giờ thì cảm xúc của anh như thế nào? Cảm xúc của tôi thì cũng hơi buồn một chút tại vì mình không vượt qua được câu số 10. Hơi buồn một chút thôi. Đúng rồi, tại vì... Tiếc nuối không? Thực ra tiếc nuối thì cũng không hẳn, tại vì theo những cái suy luận của mình là nó đi đúng hướng rồi. Nhưng mà nó sai tại vì kiến thức của mình bị hỏng nhiều quá. Tuy nhiên thì các bạn cũng nhớ nhé, đừng vì những mặc cảm mà chúng ta không tiếp tục yêu mến và tìm hiểu nhiều hơn về tiếng Anh. Giống như anh Khiêm của chúng ta ngày hôm nay đã rất xuất sắc. Mặc dù là ban đầu thì anh cũng tự nhận mình chỉ được 4 trên 10 tiếng Anh. Tuy nhiên thì với nỗ lực của anh Khiêm thì tôi nghĩ rằng là anh xứng đáng được điểm 10 trên 10 với những cái cố gắng của mình trong chương trình ngày hôm nay. Eli luôn tâm niệm rằng để có thể học tốt một ngoại ngữ thì chúng ta trước hết là cần phải khơi gợi niềm đam mê, niềm yêu thích với ngôn ngữ đó. Thế nên là trong chương trình ngày hôm nay, anh Khiêm đã vượt qua 8 câu hỏi và bây giờ anh sẽ nhận được phần thưởng của câu hỏi thứ 8. Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin dành tặng anh Khiêm một món quà, đó là một bộ sách học tiếng Anh và tiền mặt. Và bên cạnh đó thì chương trình cũng xin dành tặng anh Khiêm một thẻ học online, học tiếng Anh online cùng Eli. Hy vọng rằng là với khóa học này thì anh Khiêm sẽ có thể cải thiện được hơn cái khả năng tiếng Anh của mình. Và một phần quà rất là đặc biệt, đó là chứng nhận game show bạn có hẹn với tiếng Anh 2017. Chứng nhận anh Khiêm đã tự tin nói tiếng Anh.
Hy vọng rằng là mỗi lần anh nhìn lại kỷ niệm chương này của chúng tôi thì anh sẽ có những cái giây phút vui vẻ với chương trình và anh sẽ có thể sử dụng tiếng Anh được nhiều hơn trong cuộc sống. Bạn mất gốc tiếng Anh, bạn muốn mình có thể trải nghiệm và tự tin thể hiện như anh Hữu Khiêm, hãy gọi điện đến số 1900 636931 để trở thành người chơi tiếp theo của Bạn Có Hẹn Với Tiếng Anh. Mọi ý kiến thắc mắc và đóng góp xin gửi về hòm thư bạncohenvoitiengAnh.elite@gmail.com. Chúng tôi rất mong nhận được những sự đóng góp của các bạn để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Bạn Có Hẹn Với Tiếng Anh số đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại!